Xin chào các bạn, mình là Các Khô, chào mừng đến với Subnautica. Đây là một chuyến game mình thích nhất từ trước đến giờ các bạn. Đến hôm nay mình có dịp làm series cho các bạn cùng xem. Ok, mình không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Mình sẽ chơi chế độ Survival. Ok, cái game này là game rất đơn giản. Chúng ta ở trên một con tàu vũ trụ đang đi làm cái gì đấy và bị rơi xuống một hành tinh lạ, một hành tinh toàn vào biển, và chúng ta phải tìm cách để trở về nhà. Đấy, nội dung game chỉ đơn giản thế thôi nhưng mà nó rất là hay các bạn. Đây là con tàu của tụi mình nè. Mình không nhớ rõ là con tàu nó bị bắn rơi hay là nó bị lỗi kỹ thuật hay là cái gì đấy. Nói chung là, nhưng mà cái đoạn này cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là cái đoạn mà khi chúng ta xuống hành tinh ấy. Đó. Rồi, bắt đầu. Wow, mới vào phát đã báo động luôn. Action ngay lập tức, không nói nhiều. Ok, chúng ta phải vào buồng cứu sinh, tàu cứu sinh. Wow. Mình có thể thấy con tàu mẹ kìa. Holy shit, nó nổ. Wow. Tan xác. Oh no, tình hình không ổn. Shit. Fucking. Chơi xấu chứ. Ok. Chúng ta đã an toàn chưa? Lửa. Không sao. Đã có bình cứu hỏa ngay đây. Đã có Các Khô. Lấy bình cứu hỏa. Shit. Yes. Các Khô bro. Đây là máy tính cá nhân của mình đúng không? Mỗi người sẽ có một cái máy tính như thế này. Altera. Chắc là công ty của mình làm việc mà. Nói dài nó ngắn, nói tóm lại là chúng ta đang ở trong tình thế rất là hiểm nghèo. Chúng ta phải tìm cách sinh tồn. Ok. Trong đây mình có thể làm được gì nữa nhỉ? À, đây là cái bàn làm việc của chúng ta các bạn. Chúng ta có thể ráp đồ ở đây, làm mọi thứ ở đây. Và đây là cái hộp thuốc. Nó sẽ cho chúng ta mấy cái thuốc để hồi máu. Cái ăn thử phát. Hồi máu, yes. Và nó sẽ tự động các bạn một thuốc miễn phí. Ok, đây là cái radio nhưng mà bị hỏng rồi. Rồi, chúng ta xuống dưới nước thử xem. Cái game này đẹp lắm các bạn rồi. Một trong những game mà mình nghĩ là đẹp nhất trước giờ mình chơi. Các bạn nhìn này. Cả một thế giới dưới nước. Wow, rất là dồi dào sự sống. Không phát hiện một sự sống con người nào đây. Wow. Và đây là cái tàu mèo chúng ta. Thế quái là nó nổi xuống rồi đây. Thế quái nào mà nó nổi ở trên nước được. Cái việc đầu tiên ở bất cứ một cái game sinh tồn đó các bạn là các bạn phải nghĩ đến thức ăn và nước uống đầu tiên. May chúng ta là đây có rất là nhiều cá. Bắt đại một con nào. Mình có thể bắt đại con cá nào để ăn. Come on. Dừng lại. Nhanh thế. Con khác đi. Con này. Con cá chuồn chuồn. Chết mày đi. Gary Fish. Không, tao gọi mày là cá chuồn chuồn. Đây là con cá một mắt. Oxy. Ok. Cá một mắt. Mình biết là nó có hai mắt mà. Ê, hay là gọi nó là cá gà, nhìn nó giống con gà con không? Nó có cái mỏ giống con gà con. Và một con cá màu hồng nữa. Để làm nước uống. Vẫn chưa thấy nó. Đây rồi, con cá hồng đây. Thấy chưa xì đã. Mày đâu rồi? Mày đừng chạy khỏi tay tao. Bắt nó vào. Con này mình sẽ đặt tên nó là cá bong bóng. Nhìn giống quả bóng bóng. Ok. Nào. Ok, chúng ta về thuyền nấu đồ ăn thôi. No nê đã rồi làm gì làm. Mình cứ bình tĩnh thư giãn các bạn. Game này, cái đầu game nó rất là nhẹ nhàng. Không có gì nguy hiểm hết. Không như là The Forest. cái series The Forest mình chơi. Không gì phải vội vàng. Cứ bình tĩnh. Nào, chúng ta đầu tiên là nấu một ít nước. Một chai nước là đủ. Thôi nấu hết rồi đi. Để dành làm. Kaboom.
Yes. À, chúng ta nấu đồ ăn. Con gà con. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, và con cá chuồn chuồn. Thus rendering them safe for human consumption. Ok. Nó nói một câu dài ngoằng như vậy, nó nói chỉ mày có để tao nói không? Nó nói một đoạn lằng nhằng dài như vậy, chỉ đơn giản là nếu mày nấu đồ ăn lên thì mày có thể ăn, thế thôi. The hell. Ok, chúng ta ăn thôi. Uống miếng nước. Yes. Ăn con cá, ăn hai con cá. Ồ, tuyệt vời. Còn lại đây mình cũng có sẵn nước à. Mình sẽ cất nó vào đây. Cái có một cái pháo sáng à. Mình sẽ lấy cái pháo sáng đi. Ở đây đã có sẵn nước và đồ ăn chúng ta, thật là chu đáo. Không sao. Rồi mình vứt bố cái bình chứa lửa đi. Yeah, không cần thiết. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo mình phải đi thu thập cái kim loại, mấy cái ve chai này để làm kim loại. Yes, nó khắp nơi mà, rất đơn giản thôi. Và quanh đây có mấy cái quặng, nó sẽ cho mình biết. Mình chỉ có mấy cái hang. Thường vào. Con chó đánh bom. Sao nào vào? Tại vì mình quay lại cho bạn xem thì mình mới bị nổ, nhưng không sao. Không quan trọng lắm. Ok, ở trong động này có nhiều đồ ngon lắm. Đây có thạch để làm kính. Và cái này mình cũng đang cần, đó là lưu huỳnh từ mấy con khốn nạn tự tử đó. Và chúng ta có mấy cái quặng. Titanium và đồng. Yes. Good. Đồng là mạch điện. Đồng lắm. No. Em xin lỗi. Son of a. Nhưng mà bọn được cái bọn nó không có đánh nhiều máu lắm. Nó chỉ khó chịu thôi. Ok. Bục cái lưu huỳnh nữa nhỉ. Tao trộm lưu huỳnh của mày này con chó. Chết cha mày đi. Cái gì đẹp thế này? Cái này là một loài trứng, trứng của một cái loài đó, sau này chúng ta sẽ up. Nhưng mà bây giờ chưa cần thiết. Lấy tí quặng nào. Ok. Mình nghĩ là chúng ta xong việc ở đây, chúng ta mình lên thôi. Lên thôi, 6 giây. No. 3. Ok, đi vào thôi. Lượm nốt cái ve chai đi vào. Mình có thể làm được nhiều thứ ở đây. Nào. Thì chúng ta sẽ tách cái ve chai nó ra để lấy titanium. Ok. Là kim loại, một những kim loại hiếm nhất và khỏe nhất bây giờ, đúng không? Nếu như mình không lầm, cái titanium này để làm máy bay thì phải. Mình có thể lầm. Ok, và mình có thể làm được cái bình oxy. Yeah. Chúng ta sẽ tăng thêm điểm oxy là từ 45 lên 75. Và mình muốn làm cái đồ, cái súng sửa chữa này, nhưng mà chúng ta cần cao su silicon thì dễ thôi, nó nằm quanh đây. Đây. Ở mấy cái rong biển này, nó sẽ có mấy cái hạt. Chúng ta chỉ việc vào đây lượm thôi. Hello gà con. Shit. Ok, có nguyên một cái mảnh tàu ở đây. Tí nữa chúng ta sẽ ra đây quét. Bây giờ tập trung vào vị trí nào. Mày bị ghẻ lở hay sao vậy? Người nó bị có cái gì xanh xanh kìa. Các bạn thấy không? Con kia bình thường mà con này nó có xanh xanh. Con này là con gá gầy các bạn. Ở đây không có cá mập, chỉ có cá gầy thôi. Vừa gầy vừa hô. Gần đẹp trai bằng cá cô solo. Rất tiếc mày không có tóc. Ok, 30 giây không sao. Ta cố gắng lấy một vài cái hạt. 3, 4, ok, về. Đủ rồi. Không nên chơi bọn nó. Bọn này nó láo lắm. Hello nhà thân. Ok, nào, bây giờ chúng ta sẽ làm cái Kéo su silicon. Làm hai cái. Và chúng ta sẽ làm được cái gậy sửa chữa.
Yes, và mình có thể sửa chữa được tất cả những đồ trong đây. Đầu tiên là cái đài. Ok. Có thông tin gì không? Này. Rồi nó bị hỏng rồi. Ok, mình sửa nốt cái này. Yes. Chúng ta đã hoàn thành sửa chữa cái tàu cứu sinh của mình. Tuyệt vời. Lên trên đây xem tí nào. Mình thích cái nhà trong đây vãi. Ban đêm trong đây đẹp chưa? Mình nhìn nè, ở dưới nước nhìn thấy rõ luôn. Nước trong ở trong nhìn đẹp vãi. Mặt trăng to đùng. Làm sao mà có thể có cái mặt trăng to rồi nhỉ? Hai hành tinh không thể nằm sát nhau này được. Quá vô lý. Cái này chỉ có trong khoa học giả tưởng mà. Và đây có một cái mặt trăng y như mặt trăng ở trái đất. Rồi, chúng ta xuống rồi. Nào, tiếp theo mình muốn làm cái dao. Oh yes. Cái dao để thứ nhất để chiến đấu, thứ hai để cắt đồ. Tất nhiên rồi. Sao cái dao là số 1. Số 2. Cố. Còn làm được cái gì nhỉ? Chân vịt. Yes, làm bằng hai cao su, quá đơn giản. Nó giúp ta bơi nhanh hơn, không nhiều nhưng mà có còn hơn không nữa. Good. Con này mỗi lần mình cứ làm cái gì là nó làm nói tùm lum thứ về cái đấy. Ok, tiếp theo là mình cần làm cái máy quét này. Cái này cực kỳ quan trọng luôn. Và chúng ta cần cục pin. Và để làm cục pin thì đồng và nấm axit. Đơn giản. Nấm axit ở đây dưới này. Đây là mấy cái màu hồng nè. 1, 2, 3, 4 cho em xin 4 cái. Đồng thì mình nhớ mình có đúng không? Có đúng một cái. What? Ok, một cũng đủ rồi. Rồi, không sao. Ấu là lá. Và máy quét. Yes. Cái máy quét này cực kỳ quan trọng. Một trong những máy quan trọng nhất. Thứ nhất là chúng ta có thể quét mấy cái tất cả những cái sinh vật hành tinh này, và nó sẽ cho mình biết là cái này là cái gì, nó sinh sống như thế nào, nó ăn cái gì, nó ỉa cái gì. Nói chung không quan trọng lắm, mà có thể quét mọi thứ. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì? Cái quan trọng là cái gì mình vừa mới thấy xem. Vừa mới thấy một cái đây, ở đây đây đúng rồi, cái mảnh vỡ của cái tàu. Chúng ta đến đây, chúng ta quét mấy cái công thức, mấy công thức đồ. Ví dụ như là nó chắc chắn nó quanh quanh đây thôi. Tối quá hơi khó nhìn các bạn. Các bạn thông cảm, sau này chúng ta sẽ có cái đèn pin. Đây. Sea glide. Yes. Cái mô tô đi dưới biển. Yes, 1/2. Chúng ta chỉ cần hai một cái nữa thôi. Cái này là cái bẫy cá. Cái bẫy cá này hay lắm các bạn. Khi nào đủ chúng ta sẽ, mình sẽ làm cho các bạn xem. Còn một cái nữa. Please. Con này là gì? Cái này là nó cho mình oxy này, cái này hém nè. San hô não. Mình đứng ở đây nó sẽ thở oxy lên cho mình. Hay không? Ngon. Chiếc. Ok. Quét xong rồi. Đây nó sẽ nói một cái lưỡi con đấy. Come on. Còn một cái nữa thôi mà. 30 seconds. No. Cái gì đây? Đây là cái bàn à? Cái bàn có học. Không quan trọng lắm. Cái đây là mấy công thức trang trí thôi. Wow, có hai mảnh mà đây nó chỉ có một mảnh thôi. Son of a xui vãi. Ok, không sao. Từ từ chúng ta sẽ tìm thấy thôi. Quét thử em là nào. Boomerang. Come on. Mày đứng yên. Yes. Boomerang. Cái tên nghe hay phết.
Ok, mình nghĩ là mình sẽ về ăn uống một tí rồi chúng ta sẽ đi quanh đây khám phá và thu thập tài nguyên nó khá. Oh no! Hai con cá mình nấu nó hư bố rồi. God damn it! Nó hư rồi, chúng ta ăn không được các bạn. Ăn sẽ không tốt. Thôi ăn con cá này vậy. Uống miếng nước vậy. Okay, good. Xử lý mấy cái ve chai nào cái này. Good, 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 good. Chúng ta sẽ tạm thời cất đồ vào đây. Và đây đây đầy hết rồi. Và chúng ta đi thôi. Alright, mình rất muốn đi tìm một tí vàng và bạc để làm mấy cái thứ sau này. Và thường mấy cái nó quét được. Ok, nó bảo là cái cọng quặng này cho chúng ta titanium và đồng, mình biết rồi. Đây là mấy em Huệ nè các bạn. Tại vì nó cứ huệ. Và bọn này nó thải khí độc này, chúng ta không đi vào được đâu. Đi vào thấy chưa? Quét mày các bạn. Mày đứng yên cho tao quét xem nào. Oh come on. Cứ bình tĩnh. Gaspot. Tên xấu quá. Mình sẽ đặt nó tên là Huệ, không nói nhiều. Bây giờ mày sẽ là Huệ. Còn mày? Và sao nó hiền thế? Mình đi theo nó mà nó không làm gì. Stalker. Stalker cái đầu mày. Mày là cá hô. Mình là cá khô, nó là cá hô. Quá vậy. Quá anh ý. Đây rồi, đây rồi. Đây là cái nó sẽ cho mình vàng hoặc bạc. Vàng please. Ok. Bạc please. Chì. No, mình không muốn chì. Come on. Cho ta một khẩu bạc, màu bạc nó. Có một cái tín hiệu. Ok. Bạc. Tuyệt vời. Ok, nào về. Chúng ta vừa có một cái tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu radio. Good. Nhà yêu dấu. Nào bật cái radio xem nào, cái gì đây? This is LifePod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Đây là cái tín hiệu cầu cứu. Đây là cái tín hiệu cầu cứu của cái tàu cứu sinh số 3. Có rất nhiều tàu cứu sinh khi mà cái tàu khi mà cái tàu chính của mình nổ, rất nhiều tàu cứu sinh nó đi. Nó rơi xuống khắp mọi nơi và cái tàu của mình là tàu số 5 đúng không? Mà sẽ lên đây cho mà sẽ thấy. Yes, nó ghi đây số 5. Và mình vừa nhận được tín hiệu của tàu số 3. Tí nữa mình sẽ đến đấy xem nó như nào. Mình trước hết mình cần làm cái bình oxy ngon. Chúng ta cần hai cái kiếng. Kiếng thì làm từ thạch. Cái thứ hai. Và chúng ta chỉ cần một cái bình oxy nữa là xong. Good. Bỏ ra đây. Cả lum cả bum. Oh yeah. Bao nhiêu? 135, gần gấp đôi. Chúng ta có thể thở được hơn 2 phút. Tuyệt vời. Ok. Mình nghĩ là tạm thời như vậy được rồi đó. Chúng ta cất đồ vào đây. Yes. Yeah, cất đồ và chạy ra cái bồn cứu sinh số 3 để xem bọn nó như thế nào. Bọn mày còn sống hay đã chết? Mình biết chắc là bọn nó đã chết. Mấy game sinh tồn này là chỉ có một mình còn sống mà thôi. Nó rồi, đây, hướng này, 400m. Let's go. Tranh thủ lượm tí ve chai. Ve chai đây nhiều lắm ạ. Không thiếu. Động. Mỗi lần có một cái động mình muốn vào xem trong đây nó có gì. Tranh thủ khai thác tí. Xin chào Huệ. Con Huệ là con nhìn nó, con Huệ nhìn nó giống con ấy nhỉ. Hải cẩu. Yeah, con hải cẩu đúng không? Bạc, good. Bạc là good, cái gì đây? Muối đúng không?
Muối rất là tốt. Giúp mình làm thức ăn và nước uống. Let's go. Wow, có cái bình oxy to này lặn sướng quá. Nãy giờ vẫn chưa phải thở phát nào. Quét phát nào. Quét mấy cái sinh vật này không cần thiết các bạn. Nhưng mà why not đúng không? Đâu có mất gì đâu. Đây rồi, đây là cái buồng số 3. Tan nát tành. Cũng còn một cái gì nữa. Nhưng mà đây chắc chắn phải có gì hay hay đó cho mình. Yes. Cái motor. Good. Tí mình sẽ về làm ngay lập tức. Còn cái gì quay nào? Mamma mia. Chắc là không. Ok, chúng ta vào trong. Thường mấy cái buồng này sẽ cho mình một cái công thức gì đấy. Mà là cái gì? Là bàn. Tạm biệt. Đây là cái máy tính cá nhân của nó. À, nó có ghi mấy cục đối thoại. Nếu bạn nào rảnh thì bạn có thể tạm dừng lại và đọc. Căn bản nó là cuộc nói chuyện giữa kiểu hai hành khách thôi mà. Nhưng mà nhiều khả năng là bọn nó đã toi. Cái buồng này giờ hỏng hết rồi đúng không? Không còn cái gì ở đây nữa. Ok. Bọn nó bảo mày cắt cái này. Ê, con chó cá hô này, điên. Mình vừa cắt được cái gì? Cắt được cái rong biển. Cái rong biển này như là mấy cái đồ sao? Nhớ không lầm. Thôi, không chơi mày nha cá hô. Biến đi. Ok, xem quanh đây có công thức nào. Thường ở cái vùng này nó sẽ lợn vợn. Quanh đây có mấy công thức. Ok, mình nghĩ là chúng ta sẽ lựa một ít va chai rồi mình về thôi. Chúng ta đã làm được cái motor. Yes. Về luôn. Không nói nhiều. Ok, đây rồi. Đi về. Thắng tiến đi về. Trên đường có gì hot thì mình sẽ quét. Bọn này đúng là bị ghẻ lở thật. Cứ một màu, có màu xanh xanh kìa. Oh no. Yes, đây là cái mẫu tàu. Cái mảnh vỡ của cái tàu lớn này nè. Trong đây thường sẽ có nhiều công thức ngon lắm nhưng mà không biết mình có vào được không. Tại vì thường mình bình tĩnh. Chúng ta cần mấy cái máy cắt để đi vào. Ê, tao không chơi mày nha, tao đang có việc. Thường nó sẽ có một cái đường vào. Đây. Chúng ta cần cái máy cắt. No. Rồi mình sẽ quay lại sau. Mình phải có cái máy cắt mới vào đấy được. Ở đây có một yes, đây là cái đèn hiệu. Ô là lá. Và cái đèn hiệu để đánh dấu thôi. Và đây là cái bẫy thứ đây cái mảnh bẫy thứ hai. Yes. Lá. Yes. Ok, không tệ. Quét luôn cái này đi. Còn gì đâu. Không, cái game này mà mình cứ chịu khó khám phá quanh là cái thùng rác. Cẩn thận mấy con cá hô. Không, cái gì đây? Cái motor mình có rồi. Good, chúng ta thu hoạch được rất là nhiều, về thôi. Ok, chúng ta về nhà ăn uống cái nào. Khoan từ từ ăn uống. Ok, đầu tiên là phải gỡ cái mấy cái ve chai này trước. Và xong. Good. Tiếp theo là mình sẽ muốn làm cái motor này. Chúng ta cần một cái dây đồng, cục pin, lubricant là nhớt. Nhớt thì làm từ đây. Oh shit. Mình quá đầy. No. Oh no. Okay. Để mình làm cái rương. Oh no. Được. Chúng ta có đủ hành lý mà không sao. Yes. Ra ngoài này. Cái rương bắt buộc phải để ngoài. Đặt ra. Yes. Rồi tạm thời bọn mày vào đây. Quá nhiều hành lý. Good. Muối cho vào đây. Ok. Nào, tiếp tục. Nào, dầu nhớt thì làm từ mấy cái hạt trong biển. Chúng ta có đồng. Chúng ta có nấm acid. Hình như mình có đủ mọi thứ rồi. Nào, dây đồng. Làm từ đồng rất đơn giản. Cục pin. Chúng ta thiếu đồng á. No.
Ok, có đồng đây rồi. Good. Good, 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 good. Cục pin. La la la. Dầu nhớt. Ố la la. Làm hai cái luôn đi. Cuối cùng. Oh. Yes, có cái này. Có cái này đi lại rất là nhanh. Oh no, thật là sung sướng quá đi. Để đây. Oh yeah. Các bạn hãy nhìn đây. Đi nhanh hơn rất nhiều. Mẹ im. Nói nhiều quá. Ok, và cái hay nữa là chúng ta có thể bật len lên. Yes. Tuyệt vời. Ô cái gì đấy? Cái gì đấy con câu? Ok, trước khi kết thúc tập này đây, mình muốn làm một cái nữa cho bạn xem, đó là cái bẫy cá này hay lắm. Sao cần thêm một cục pin nữa. Ok, cho em xin ít nấm nào. Và wow, cái này nhanh vãi liền. Thích đây. Ta ta ta. Ta ta ta. Cái bẫy cá này là từ giờ chúng ta sẽ không phải lo về ăn uống nữa. Để xem nào, để mình tìm một chỗ đẹp đẹp là quầy. Sao bọn cá hô nó đến gần cái tàu của mình thế nhỉ? Đây không phải chỗ của bọn mày. Trời đã sáng rồi, game này trời sáng nhanh vậy. Nào chúng ta đặt đây nhá. Mình có đặt đây. Let's go. Và nó sẽ hút mấy con cá lại. Oh yeah. Và mỗi lần mình đói chúng ta chỉ việc đến đây lượm lộng lộng và lộng. Ok, ta lên ăn uống phát nào. Ok, và uống phát. Wow, thế mà vẫn chưa đầy á. Ăn. Yes, và chúng ta hồi máu phát. Lại như mới. Ok, mình xin tạm dừng phần này đây. Nếu như bạn thích series này thì các bạn hãy nhấn nút like của mình. Đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.